Rồi, chào anh em á, hôm nay mình lên dạy món quay trễ quá anh em ơi. Lu bu soạn đồ quá. Nhớ thôi mua nhiêu. Rồi tính giá lên bán. Rồi cái nào ấy là phải test tới test lui, ngắm tới ngắm lui coi có lỗi gì không. Rồi, nên hơi lâu. Đầu tiên là một cái má đùm cúp nè. 200 ngàn bao ship. Sơn zin nè. Còn bát thắng, chỗ thắng là còn cái cùi thơm. Cái này trái khế. Cùi thơm với trái khế hư rồi, cái này nè. Cái này nó nhựa hư rồi, để anh giữ cái mẫu cho anh em mua. Hot ở đây còn luôn, còn mềm luôn nha. Nhật nó làm tốt lắm. Mặt này cũng không có mòn, có dấu nhẹ xíu. Cái lòng trong nè 120 ly một tấc hai á. Cái lỗ này cốt là chắc 14 10 cốt, cốt có 10 ly. Mấy cái này thì tiêu chuẩn rồi. Cái dành ngoài nè, đo dành ngoài luôn cho nè. Một 135 ly. Điện thoại lấy nét kém. Giá 200 bao ship nè. Anh em nào có xe mà nó bị rơ mấy cái này nè, nó mòn mấy cái này với lại xương xấu á. Mấy này xấu mình mua cho xài Nhật, đồ Nhật kho về nó mới đẹp vậy ta. Nước sơn đẹp anh em rửa là đẹp nha, sơn zin. Giá 200 bao ship. Nhiều khi mình cần đi mua cái này không, người ta không có bán, người ta bán nguyên cái đồ còn mắc lắm. Số 2 cái ổ cắm 230 nè, hai cái. Ổ cắm Nhật là nó có 1 2 3 4 5 6 lỗ. Với cái CB nữa. V20A bật thấy ok. Dây là 3 m. Dây bọc cách điện vậy ok, có 500 đằng sau nè. 3 cục 500. Số 2, số 3 giống nhau nè. Giống nhau nè, mình quay một cái à. Dây nó bằng nhau, giống tình trạng giống nhau hết. Cái gì con? Số 4 là cái hai cái thước này, tức là cái này đo độ dốc quá. Nó cũng thường mình bán 120 hai cặp này. Cái này đo độ lipo với độ dốc này nè. Theo độ đó, nghiêng đó. Để thẳng như là nó nghiêng. Cái này đóng gói hơi khó, lấy giấy quấn lại quá. Còn cây này thì số 0 nó ở đây, nó có chia vạch, chia độ tùm lum hết nè. Này 5 tấc inox. Cặp này 120 bao ship. Số 4. Số 5 mình bán cục pin Makita 300 ngàn nè, bao ship pin Makita 3 chấm Việt Nam mà xuất qua Nhật nha. Dạo này nó hay về loại này hay mua được. Còn sale đồ đẹp hết đó. Dạo này nó ít xài nhưng này mới tin là cũng được ha. Xài nhiều là cái này đen thui, là cái trượt lên trượt xuống á, tay thợ mà. Còn báo pin luôn, tức là nó lên vậy là anh em khỏi lo đi nhận sạc ha, cắm vô máy chạy bình thường. Bấm lên mà nó không nhận là một là nó im luôn, hai là nó đá là nó không nhận sạc thôi, nên là pin còn ok, nhận sạc lúc đầy. Số 6 mình bán một cái VOM 300 ngàn bao ship luôn cho anh em xài luôn. Tết rồi bán cái VOM Hioki này có hộp giá 550 nè.
con này cũng khá đẹp. Than đo nó hơi mịn, được nhiều than nè. Có than DC nó AC nó có nhiều, 1 2 3, có 120 300 ngàn ha. Nhiều than thì mình dễ đo hơn. Điện trở đây, lấy điện trở trước đi. Con này trong sạch sẽ nè. Đó ha. Tới điện 100V, 100 mấy V đó. Mình xài hơn 100V, sốt định thì khố mạnh lắm. Đây 300 nè, 100 nè ha. 200 nè, 300 nè. DC cái bình là khoảng 15V. À, nó gần gần nửa kia 14 con mấy á, ha. Gần gần giữa đồng hồ anh em ha. À, chứ số 15 xíu nữa không. Pin Makita này nó sẽ hơn số 15 xíu. Đó, hơn số 15 chút. Rồi giá mình bán là 550. Con này mạch đen, mạch nó màu đen, nó do thiết kế thôi nè. Linh kiện nằm trên nằm dưới, không có bị ẩm gì hết á. Thì nó khác những đời kia xíu là màu đen thì nó, mình thấy là màu đen nó cũng ít bị ảnh hưởng của hơi ẩm đâu á, nó đồ bị oxy quá hơn á nè. Mình mở ra số mình thấy vậy thôi. Đồng hồ Nhật nó sản xuất tại Nhật thì nó thiết kế chuẩn lắm nha. Mình lắp ốc rồi, sẵn mình mở ra cho anh em coi á nè. Bên da băng nè, ngoài số 7 mình bán cái dắt cắm lo 150 bao ship. Cái dắt bắp này giống như dạng bắp chuối vậy, nhưng mà nó làm nở nở ra bên con máy ly. Khoảng 5 ly á nè. Đây là 5 ly mấy á. Cái này mình cắm nó bóp vô là khoảng 5 ly. Nó làm thấy cũng chuẩn lắm. Mạ vàng kìa. Trên này nó có ghi chữ Wiss thị sĩ. Còn đây sao đạt chuẩn, cái vỏ thì là đạt chuẩn của Mỹ. Ốc bằng đồng nè, có lớp bọc. Cái này mình mua trong bãi luôn á nè. Đó, nó về mấy bộ. Nhìn thấy cũng khá. Anh em nào đấu lo, mấy cái lo mà nó hay xài cái dắt bắp chuối đồ á nè. Anh em đấu ha. Bao ship số 7. Rồi, xin cảm ơn anh chào vào lại anh em bếp sau nha.